Dạ, xin chào cả cô anh chị mình quay trở lại kênh ha. Thì đầu tiên là sáng hôm nay là cũng chú anh chị mình buổi sáng nhờ sức khỏe nha. Hôm nay thì cũng lên để cô anh chị mình đã thêm ít cái mai giống nha cô anh chị. Này là cái cây mai chơi Tết siêu bông Sài Gòn nha. Tàn nhánh thì cũng khá nha cô anh chị. Cây này con ghép được 2,5 mùa ha. Chột ghép liền cốt hết trơn nha cô anh chị. Chột ghép liền cốt hết trơn rồi. Vô dây sữa thì nó cũng sương sương cho anh chị mình thấy tròn vàng nha. Củ đế ha. Củ đế này nói chung là cũng tương đối thôi. Chứ cũng vừa vừa cho anh chị mình chơi Tết được. Mấy cái này chỉ cần vô nụ là xong nha. Nếu mà có anh chị mình cây nào mà nó chưa có đủ tán á, thì có anh chị mình có thể là cho nó thêm tàn nha anh chị. Mình tưới 30 mùa 10 thêm. Mấy cái này cũng ôm nụ kim xương rồi. Cây này mã số 51. Đo thử của anh chị mình xem cái chiều hoành nó ha. Nó chơi giống như cái này giống con gì anh lú ra miếng vậy đó ha. Rồi. Hoành 20 ha. Hơn 20 tính 20 đi cho chẳng nha cô anh chị. Chiều cao thì gần 8 tấc nha, chiều cao xem xém 8 tấc. Tán ngang cũng được 7 tấc nha cô anh chị. Chiều cao thì khoảng 79 á, 78 79 gì đó. Tán ngang thì hơn 7 tấc tính 7 tấc ha. Quay cô anh chị mình xem nè. Cây củ đế rất là đẹp nha quý anh chị, tàn thì nó cũng khá ha. Rồi, cây này cây mã số 51, cây siêu bông Sài Gòn. Đầu tiên là cây thì con sửa ra thành phẩm của anh chị mình luôn, ship đi xa thì cũng được ok luôn nha quý anh chị. Cây này thì giá báo của anh chị mình là 900k bao ship ha. Và cây số 2 này là con lên một cây ngọc mai ha. Cây ngọc mai này cây già mùa, ghép được 3 mùa nha quý anh chị. Quay vòng cho anh chị mình xem ha. Cái chột ghép thì nó liền cốt hết trơn rồi. Cái này là con ghép chột hồi xưa á, lâu lắm ha. Cái đầu cái giờ nó phù bự muốn bằng ngón tay cái nè cô anh chị, nhỏ ngón tay cái tí xíu nha. Cái đầu chột ghép á, cái này cây ngọc mai bông màu xanh ngọc, 8-12 cánh giống như ngọc toàn vậy nha cô anh chị. Nhưng mà cái này thì nó màu nó hơi xanh xanh ha, cái bông hay màu xanh. Đây, củ đế nó cũng tương đối được cho anh chị mình ha. Cái này củ đế nó cũng khá là to. Đo thông số của anh chị mình xem cái chiều hoành, chiều cao luôn. Cây vàng mà cũng già mùa nha các anh chị. Thì cây hoành cũng xem xém 17 á. Cao khoảng 45. Tán ngang cũng gần 50 nha các anh chị. Cây này giá là 600k ha. 600k bao ship của anh chị mình luôn. Cây ngọc mai. Loại này thì nhiều của anh chị mình cũng trước nó cũng có chơi, dạng bông dảo, bông màu nó hơi xanh xanh, xanh mà xanh ngọc, với cánh nó lớn nha anh chị, cánh nó lớn nó tròn chứ không phải như cánh nhỏ nhỏ tua tua mà nó hở như mấy thằng thanh mai nha, nó khác ha. Loại này bông thì cánh tròn kính nha cô anh chị. Rồi mã số 52, cây ngọc mai giá 600k bao ship ha. Và cây kế tiếp con qua mã 53. 53 này là con lên cây cúc cam nha. Cúc cam khá là lớn nha các anh chị. Tàn nhánh thì xum xê. Cây này con ghép nó cũng được khoảng chừng 2 mùa đó. Đây các anh chị thấy kính tàn luôn ha. Cúc cam mà chăm ra vậy là nó sung lắm nha các anh chị. Chứ loại nó tại vì cành nhánh nó hơi mảnh khảnh á. Chứ các anh chị mình thấy nhánh này, cái nhánh nó không có được mập nha. So với mấy cái loại mai khác thì loại cúc cam thì cái nhánh nó rất là mảnh. Này đo thông số của anh chị mình xem luôn ha. Nãy quay xa của anh chị mình xem rồi. Này quay bộ đế của anh chị mình xem nè. Cây thì cây đẹp nha của anh chị. Chỉ có cái hoành á. Cái hoành thì nó không được to thôi. Chứ cái củ đế thì nó rất là bự nha. Hoành thì con đó trên đây nè. Mình lấy cái cổ nhỏ nè của anh chị. Cổ nhỏ nè ha. Đo thử của anh chị mình xem chiều hoành. Lấy cái hoành cổ nha. Chứ không thấy hoành cổ ha. Nè hoành thì khoảng 14,5 thôi. Còn mà ôm nguyên cái bộ đế này thử ha. Đo xương xương vậy có anh chị mình xem thôi. Nó cũng khoảng 30 mấy đó. Ủa 50 mấy chứ, 52 đúng chứ. Bể của anh chị, bể này rất là dữ ha. Chiều cao. Chiều cao cây này là khoảng 8 tấc ha. Tán ngang tán ngang cây này là hơn 9 tấc nha các anh chị. Chiều cao thì nó lùn chứ cái tán ngang rất là khủng cây này ha.
tán ngang ngoài 90 mấy ha, tán ngang 90 mấy, gần chưa tới 1 mét nha, còn chị chưa khoảng 95 đổ lại thôi. Đó, tán rất là dữ. Cây này cúc cam nha. Cây này mã số 53 ha. Cây này cúc cam này giá là 1,8 triệu bao ship của anh chị mình luôn ha. Ai thích chơi cái bông màu cam cà rốt thì chơi loại này rất là đẹp nha các anh chị. Cây thì ghép chừng 2 mùa 2 mùa rưỡi rồi, cúc cam. Và cây kế tiếp là con lên một cây cúc hồng nhị Hoàng Quyết Long. Cây này ghép chừng khoảng 5 mùa nha các anh chị. Hồi năm rồi con có lên mấy cây mà cúc tư long mà dạng ghép cái gốc mà từ nó khoảng gang tay vậy nè, mà ghép con ghép nó lên khoảng chừng 7-8 mùa là nó lên cao cả mét mét hai luôn các anh chị. Mấy cây này thì nó già rồi, nhưng mà cây chừng khoảng 7-8 mùa thì hết rồi ha. Có mấy cây này chừng khoảng 5-6 mùa thôi. Cây này cúc không nhị Hoàng Quyết Long nha các anh chị. Ghép rất là lâu năm rồi, rất là cứng rồi ha. Đấy, ghép từ lúc mà cái cây á, cái cây là hồi đó là cắt lùng vậy thôi nè các anh chị mình nè. Giờ nó cao cần cả thước rồi đó. Cây này củ đế đẹp nha, cái bộ đế có phủ điêu xanh rất là đẹp nha các anh chị. Cây này già thì bông biết của anh chị mình khỏi lo ha. Bông thì đạt hoành 19. Đây, mã số 54 hoành 19 ha. Này là chậu lọt hồng là đang là 4 tấc ha, có thể ra 4 tấc rưỡi. Còn đây là cái chột ghép nè. Cái chột ghép nó bằng ngón giò cái chứ không phải là cái ngón tay nữa nha các anh chị. Chột ghép rất là già, rất là cứng rồi. Liền đầu liền cốt hết trơn rồi ha. Chiều cao. Chiều cao cây này chưa được 1m1 nha các anh chị. Cây này thì cao nó khoảng chừng 107cm thôi, 107cm thôi. Đó, cây thì nói chung là ghép từ hồi nhỏ luôn á. Tán ngang là 75 nha các anh chị. Một cây cúc không nhị Hoàng Quyết Long. Cây rất là già nha. Thì quay của anh chị mình xem tổng thể. Mặc dù nó là già mùa lâu năm á các anh chị. Nè, quay từ xa của anh chị mình xem nè. Đó, ghép từ nhỏ tới lớn luôn, chăm nó ra tới vậy luôn nha anh chị. Rồi cây mã số 54, cây này là cây cúc không nhị Hoàng Quyết Long, giá là 1,8 triệu bao ship của anh chị mình luôn nha. Nói chung cây phơm tàn là nó đã liền sẵn rồi, cô chú anh chị mình thấy là đâu có cần vô dây sữa gì đâu, là cái dạng xương này nó tự ra nó tròn luôn thôi, chứ mình không có cắt sữa gì hết ha. Đó, vậy là cái phơm tàn thì nó tự nhiên luôn. Cúc không nhị Hoàng Quyết Long nha anh chị, mã số 54 ha. Và kế nữa mã số 55. 55 này là con lên của anh chị mình xem một cây mai đại lộc. Cây đại lộc thì tàn nhánh thì nó tương tương vậy thôi nha anh chị, chứ đại lộc thì cành nhánh thì nó ra nó không có giữ được mấy cái thằng mai khác ha. Tại cái phơm cây là con cắt của anh chị mình xem nè. Cái này thì chắc nó bự hơn ngón giò cái nữa, cái chột ghép nè. Ghép này nó đã được 7 năm rồi nè các anh chị mình xem nè, 7-8 năm rồi. Hơn 7 năm rồi, chột nào chột nấy thì nó bự cái nhánh của nó thôi nè, nó cũng tầm ngón tay trỏ ăn lên nè, cái nhánh cây nè. Đây là cây đại lộc nha, dạng già mùa nha các anh chị. Cho các anh chị mình thấy ha, tổng thể cây rất là bự nha. Nói chung là hàng thì năm nào con cũng có lên chợ bán hết trơn á, nhưng mà có một cái là mình cũng còn hàng tụt phụ lại ha các anh chị, mỗi năm luôn. Củ đế của anh chị mình thấy ha. Đây là con đắp á, đắp rễ ra cho các anh chị mình thấy đây. Củ đế hàng này thì gốc thì nó khá là to nha các anh chị, hoành nó khá là to. Đại lộc nha, hổm gài là lên mấy cô anh chị mình mấy cái hàng nhỏ nhỏ không à, không có lên hàng bự. Mấy cái này lên là hàng bự của anh chị mình nè. Hoành 34 ha, hoành 34. Chiều cao là 115cm nha các anh chị. Chiều cao là 115cm. Tán ngang ha. Tán ngang cây này đúng 1 mét luôn á. Là chiều cao là hơn 1m1. Tán ngang thì chỉ có 1 mét thôi. Cây này là giá là 2,4 triệu bao ship của anh chị mình luôn nha. Một cây mai đại lộc nha. Đại lộc thì tàn nhánh thì nó cũng được nha các anh chị. Đấy, đó là 2,4 triệu bao ship, hoành 34. Cao thì cao hơn 1m1, gần 1m2 thôi. Chưa được 1m2, yếu 1m2.
tán ngang là 1 mét. Rồi cây đại lộc này thì giá là 2,4 triệu bao ship ha. Giờ đây sẵn cũng quay của anh chị mình xem cái cây siêu bọc mình lợi. Cây này hồi Tết năm rồi là con có đem lên chợ con trưng đó con chị, trưng trên lô ha, trưng Tết trực tiếp ở trên lô luôn á cho con anh chị mình tham quan á. Thì cây này cây siêu bọc mình lợi nha, cây này ghép đúng mùa rưỡi luôn á con chị, hàng là F2 đời đầu luôn. Lúc rồi năm rồi là vừa ghép lên là chừng khoảng 6-7 tháng là có chưng ở trên lô ở trên chợ Xuân rồi ha. Cây này thân lắc ha, thân dạng nó lắc của anh chị chứ không phải như cái kia. Chột ghép thì nó cũng to rồi. Loại này thì cái chột nó mau lớn hơn mấy cái loại khác ha. Đây nè, cái dây băng ghép nè còn nè, của anh chị mình xem nè. Nhưng mà cái chột thì nó rất là to rồi, nhỏ ta cái một tí xíu ha. Cây này con ghép hồi trước là chỉ có 4 bo thôi. Hồi đó mua cái cây chừng khoảng chục bo là 500k của anh chị thì chiếc ra mấy cây này được nè. Đó, cây này tàn tròn nha. Đây. Cây này thì con chưa có vô dây con sữa nhưng mà gốc đế là nó không bị thèo gì hết nha anh chị. Gốc nó còn rất là vàng nha, rất vàng cứng á. Của anh chị mình chăm phân thuốc nó nhiều thì nhanh bị mục á. Chứ mấy cây này thì con đi phân thuốc nó cũng vừa vừa thôi chứ nó không tới đổi. Cây này quanh 21 ha. Chiều cao 8 tấc nha của anh chị. Tán ngang thì khoảng cũng xém 8 tấc nhưng mà khoảng 7-8 thôi. Đó, cho anh chị mình xem ha. Cây này thì con sẽ vô dây lại sửa hết lại cho anh chị mình luôn nha. Cây này giá là 2,2 triệu bao ship nha của anh chị. Cây bình lợi đời đầu ha. Nói chung là bông cái này thì nó ngon hơn tại vì nó nhiều cánh hơn mấy cái loại mà cô anh chị mà ghép sau nó lai lai ha. Cái này thì hàng đời đầu, thân lắc lượng nha anh chị. Thấy vậy chứ cây nó rất là già, ghép có 4 bo mà vậy là tán nó đặt kẹo luôn rồi nha. Vô dây cái là mình sửa ra dằn tay đó rất là đẹp nha cô anh chị. À, cây bình lợi. Giá cây này là 2,2 triệu bao ship ha. Thì để chậu là thường là sẽ ship xa thì sẽ ship nguyên chậu cho anh chị mình luôn. Trừ khi thì nó xa quá con không có xe tải thì con không có xe tải con ghép được á thì con mới ship thùng, còn hay là vậy là đi cho anh chị mình luôn ha. Dựng ngọn vô dây lắc dằn tàn ra giống như mấy cây này vậy nè. Vô dây sửa lại hết cho anh chị mình luôn ha chứ không có để vậy mà ship nha con anh chị. Nha cây kế tiếp mã số 57. Thì cây bữa nay thì buổi sáng thì con lên mấy cây bự bự không nha anh chị. Thứ nhất là cây nó già mùa, thứ hai là cây nó chuẩn đời đầu nha con anh chị. Mấy bình lợi á mà dạng mấy cái đời sau sau là con ghép thì nó rẻ lắm, dạng mà chừng dài 300 ngàn, 150 cũng có rồi anh chị mình rồi ha, 20-30 thì cũng có rồi. Nhưng mà mấy cây đời đầu thì con giữ lại, mấy cây già thì nó mới có sau cho anh chị mình thôi. Ví dụ mà cây bình lợi F2 nãy ha, thì nói chung là hàng nào thì con lên đúng chuẩn cái hàng nấy cho anh chị mình luôn. Cây già ghép chừng khoảng 7-8 năm có luôn cho anh chị mình ha. Cây đó thì con anh chị mình về mình chăm sóc nó phải ru à, nó không có bị hư hao và bông nó chuẩn nữa ha. Rồi, cây này thì mã số 57. 57 này thì con lên của anh chị mình một cây cúc kem nha. Cúc kem này nó đã ôm nụ nhiều rồi nha. Của anh chị này là con không có đi đọt nữa nha. Tại cúc kem nó no, nó bắt đầu nó ôm nụ kim kim chích 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 hết rồi nè. Coi cho anh chị mình thấy nè ha. Đó. Nhưng mà này là của anh chị mình đừng có mà dạng mà mình tưới cái thằng tạo nụ dưỡng nụ gì. Cứ tưới dưỡng rẻ với 30-10-10 thôi. Với nó bung được thêm cái cơi đọt nữa thì của anh chị mình cái tàn nó sẽ bự hơn. Cây này thì năm rồi thì con cũng có lên của anh chị mình rồi. Cây này mới ghép mới 2 mùa thôi nha. Đó, 2 mùa thôi. Tại vì gốc vườn á, thì mình ghép nhiều bo thì nó sẽ lâu bự hơn nha các anh chị. Cây này thân dạng lắc nha. Cây này con ghép nó tới 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 tới 14 bo ha. Đây nè, quay xem của anh chị mình xem cái bộ đế nè, thân lắc lượng nè. Cúc kem nè ha. Đây, loại này bông màu kem nha. Cái này là cái chậu 4 tấc cơ các anh chị, cái chậu 4 tấc mà cái bệ đế của nó các anh chị mình xem rễ nào rễ nấy bự ngón tay cái không. Và rễ nó nằm ở đây nè. Nó nằm hết cái miệng chậu luôn nha, nó bít bầu cái miệng chậu luôn. Chứ không phải là cái rễ cái bệ đế mà các anh chị mình thấy có tụm tụm có một chút xíu mà con lên chậu bự đâu. Ha, này là rễ nó bít luôn á, cái bệ đế nó vậy đó, nó vậy. Toàn miệng chậu ha, vành thì khoảng 16 ha. Chiều cao là chưa tới 85, 83 thôi, tính 80 đi ha. Tán ngang cây này thì khoảng chừng 45 thôi nha con chị, 45 thôi. Nó yếu 50 chút xíu. Đó. Thì cây này thì một cây cúc kem thân lắc lượng.
Cây này thì báo giá của anh chị mình là 1,2 triệu bao ship của anh chị mình ha. Tại vì thân lắc mấy cây này thì nó đã già cứng lắm rồi. Của anh chị mình chơi là Vivo nha, mã số 57 ha. Chạy qua 58, 58 mà của anh chị mình cần chơi mấy cái hàng mà nó nhỏ nhỏ hơn tí xíu á, ví dụ mà cây siêu bông bình lợi đây nè. Nên của anh chị mình cái cây nhỏ hơn. Cây này thì tàn nhánh thì nó cũng đang ra thôi, bông thì nó nở rồi mà nó đang dần dần tàn nha của anh chị. Thân lắc thì đế nó cũng khéo khéo cho anh chị mình vậy thôi nha. Cây này thì tàn nhánh nó chưa có đều nữa anh chị, chưa có đều. Nên của anh chị mình xem mã số 58 ha, cây này cũng siêu bông bình lợi luôn. Đó, chột gác của anh chị mình xem nè, chột mập thù lù rồi, ngón tay trỏ hết trơn rồi anh chị. Cho anh chị mình thấy mã số 58. Cây này chậu lọt lòng là chậu 3 tấc củ đế đẹp ha. Rồi, đo chiều hoành. Hoành cái này được 18 nè, 18 nè, mà dạng cất thăng lùng á. Lùng thì con sẽ nó giá nó sẽ mềm hơn mấy thằng kia rất là nhiều nha. Chiều cao thì khoảng 45 thôi. Tán ngang thì này cây này cũng khoảng 45, hoành 18. Đó, 45. Thì cây này thì giá nó chỉ có 500k thôi các anh chị ha, 500k bao ship của anh chị mình luôn rồi. Đấy, mặc dù cây nó bự nha, nhưng mà cắt lùng nó sẽ rẻ hơn mấy cây kia rất là nhiều, 500 ha. 500 bao ship. Qua 59 này là con lên cây giảo Tuấn Ngọc nha. Này là giảo Tuấn Ngọc. Chậu này thì con cũng vô chậu 3 tấc nè, củ đế thì nó cũng được thôi. Đấy, nhưng mà cây thì nó không có thẹo gì nha các anh chị. Nên các anh chị mình cứ yên tâm. Cây này con ghép 2 bo nè. Cái chột ghép thì nó cũng phù chà bá lửa rồi nè. Đó. Này 59 ha. Nào thì lên cho các anh chị mình xem luôn. Bữa nay thì con lên cây bự thôi chứ không có lên cây nhỏ. Hoành 15. Chiều cao 61, tán ngang là khoảng 45. Cây này giá là 450 bao ship của anh chị mình ha. Chậu Tuấn Ngọc nha các anh chị, cây cũng già mùa nha. Tại đợt rồi thì con chăm nó không có được tốt không á, nên cây thì nó cũng hơi yếu tàn tí xíu. Chậu Tuấn Ngọc đây ha. Thì nhiều của anh chị mình cũng biết cái giống chậu này lắm chứ không phải là giống mới gì đâu. Cái này là giống cũ nha anh chị, giống cũ chậu Tuấn Ngọc, lá to lá đỏ nha các anh chị. Bông cũng chừng 8 cho tới 16 cánh ha. Mã số 59 ha, 450 bao ship nha các anh chị. Dạ, cái tiếp cây mã cuối cùng. Cây này con lên cây giảo Phú Tân. Phú Tân này thì cô chú anh chị mình biết đặc biệt của anh chị mình ở vùng ngoài Bắc á, mình chơi cái giống này rất là ngon. Chiều lạnh tốt ha, năm nào mà dưới mọi trời mà nó có ghét quá của anh chị, nó ghét á, thì cô anh chị mình chơi cái giống này thì ngon. Tại vì cây thì có mấy lô giảo Phú Tân con ghép con chừa lại thì toàn là cây từ 5-6 mùa không à. Mấy cây này rất là già rồi. Cây này đặc biệt cũng khoảng chừng được 4 gần 5 mùa nha. Cũng chỉ 4 mùa rưỡi rồi. Cây tàn nhánh đều nè. Nó ghép cứng nha các anh chị. Ghép là rất là cứng cây luôn. Quay của anh chị mình xem bộ đế ha. Đế thì như một cái lục bình lớn ha. Tại vì cái cổ hoành thì không có to nha các anh chị. Cổ hoành thì hồi xưa thì con lựa theo cái mình chơi hồi trước là mình lựa đế thôi à. Chứ con không có lựa cái cổ hoành thôi. Cái xác nó bự 20 mấy thì đặc biệt mai tàn nó xuông đuột thì nó rất là nhiều. Đế của anh chị mình xem cái sổ nè. Cái sổ từ đây tới đây là khoảng gần 2 tấc nè. Và từ trên đây lên tới đây nè là cái thoát thân của nó anh chị. Thì tổng cộng cái thoát thân của nó đó là khoảng gần 4 tấc rồi anh chị. 3 tấc mấy đó. Cây này thì nói chung là cái vàng lục bình của nó ở dưới đi lên rất là cao. Nhưng mà có cái hoành nó không to thôi. Đo của anh chị mình xem chiều hoành nè. Hoành dài nó có 13 thôi đúng không? Đó. Nhưng mà cái lục bình của nó bự nè. Cây này về của anh chị mình chơi vô chậu bonsai giùm ha. Chứ giờ con đo vậy nó không có đẹp không? 26 ha. Cái bầu o của lục bình là 26. Ở dưới thì cái bệ là bích miệng chậu ha, chậu này 3 tấc. Chiều cao là hơn 8 tấc nha anh chị, tính cho anh chị mình 8 tấc ha, 82, 83 rồi đó. Tàn ngang cây này là 6 tấc ha. Đó, cho anh chị mình thấy đây, mặc dù là cây là con ghép nó 2 bo thôi nha anh chị. Hồi xưa là mình ghép 2 bo rồi mình nuôi chừng nào mà cây nó tới, cây nó liền cốt, đủ tàn, đủ tán luôn đó. Thì mình mới lên vậy, nhưng mà cây này thì không cần sửa gì nha anh chị, cứ để xong về mình chăm sóc mình chơi thôi chứ đâu cần vô dây gì nữa. Tại cây thì nó cứng rồi, nó tròn sẵn rồi ha. Cái này phơm cây già mùa nha các anh chị. Cây mã số 60, cây này mã số cuối cùng nha các anh chị. Cây này thì một cây giảo Phú Tân.
Cây này thì giá là 1,2 triệu bao ship của anh chị mình nha. Hầu như là con lên mấy cây này là gì, có cây từ 5 mùa 4 mùa ăn lên nha anh chị. Mấy cây rất là già, rất là cứng luôn. Chỉ có mấy cây bình lợi, hồi nãy hai cây cây cúc kem, cây bình lợi với cây giảo Tuấn Ngọc là mấy cây đó thì nó hơi non một tí xíu, chừng mùa rưỡi 2 mùa thôi. Thì hôm nay thì con lên một số mã số về buổi sáng nha anh chị. Buổi sáng thì con lên mấy cỡ này, thì buổi chiều thì con sẽ lên hàng nhỏ hơn, giảo như ý với tân gia bảy tạo cho anh chị mình xem tham khảo ha. Thì có anh chị mình cứ xem tham khảo được loại nào thì mình có thể là liên hệ đặt hàng qua số máy là 0963210936, gọi nhắn tin đều được nha anh chị. Nếu mà có anh chị mình có lướt ngang kênh thì cho con xin lượt like, lượt đăng ký kênh, kênh phát triển hơn. Còn có những đóng góp ý kiến khác mình có thể comment phía bên dưới, hoặc là nhắn tin qua Zalo trực tiếp cho con đều được ha, và nhấn vào chuông thông báo nha anh chị. Còn mà nếu mà có anh chị mình cần những cái loại to hơn á, cái đó là bình lợi ghép gốc tứ quý lớn ha, ghép gốc tứ quý hoành á, khoảng ba mấy trở lên thì nó cũng có luôn cho anh chị mình ha. Của anh chị mình xem tham khảo. Và cuối cùng là chúc anh chị mình buổi sáng nhiều sức khỏe, và của anh chị trong sau vẫn xin chào ạ.